Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với nhà 24 giờ Vlog. Đố các bạn biết mình đang ở đâu? Tên. Mình đang đứng tại dự án The Glacia, nằm trên trục đường Võ Chí Công thuộc phường Phú Hữu, quận 9, nơi mà tập trung rất là nhiều quỹ đất của chủ đầu tư Khang Điền, được kể đến như là Verosa, Ducata. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một dự án mà chủ đầu tư Khang Điền đặt rất là nhiều tâm huyết để xây dựng, đó là The Glacia. Glacia sẽ nằm trên trục đường của Võ Chí Công, sẽ liền kề với hai cái vòng xoay, đó chính là Liên Phường và Phú Hữu, cùng với nút giao cao tốc. Thì từ đây dự án của mình sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến đường giao thông huyết mạch, có thể kể đến như là cao tốc Long Thành Dầu Dây nè, rồi đường Vành Đai 2, Vành Đai 3, đường Liên Phường cũng như là nút giao An Phú. Từ những cái tuyến giao thông này thì việc di chuyển của quý cư dân từ dự án Glacia của mình đến các vùng lân cận như là quận 1 nè, quận 7, Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm, rồi khu công nghệ cao cũng như là sân bay Long Thành sẽ cực kỳ dễ dàng và thuận tiện luôn. Ngoài ra thì cái khu dự án Glacia của mình còn được cộng hưởng trực tiếp từ các khu đô thị lớn như là dự án Sài Gòn Sports City của chủ đầu tư là Capitaland, rồi Global City là của Maturai, hay là dự án Vinhome Grand Park ở quận 9 của tập đoàn Vingroup chẳng hạn. Rồi bây giờ các bạn cùng theo chân chị em tụi mình để dạo một vòng được Glacia Khang Điền để tham quan thực tế dự án như thế nào các bạn nhé. Tụi mình đang đứng ngay tại sa bàn của dự án. Thì khu vực này sau này sẽ là vị trí của nhà điều hành cũng như các tiện ích của dự án Glacia. Thì phía trước dự án của mình nó sẽ có những cái phân khu thấp tầng như là Mega Ruby và Mega Residence, và phân khu cao tầng là khu chung cư Safira. Thì những dự án này thì cư dân đã hiện hữu và cư dân của mình cũng đã là sinh sống tại đây khá là nhiều rồi. Được Glacia Khang Điền với quy mô là 4,3 hectare, bao gồm 176 căn, trong đó có 156 căn nhà phố liền kề và 20 căn với phiên bản đặc biệt. Thì nó sẽ chia thành 8 dãy là A, B, C, D, E, F, G và H. Thì trong 176 căn này thì sẽ có những cái căn mà thông thường diện tích của nó sẽ khoảng là 5x19. Thì ngoài ra nó sẽ có những căn gốc hông thì diện tích nó sẽ rộng hơn một xíu, khoảng là 7, 8x19, 20, tùy chiều dài của từng dãy. Bây giờ cùng theo chân tụi mình để tham quan tiện ích thực tế tại dự án Glacia Khang Điền, xem có những tiện ích gì các bạn nhé. Với quy mô là 4,3 ha, nhưng mà chủ đầu tư đã dành thẳng tới 3.000 m² để trồng cây xanh, chia thành 6 công viên. Và đây là một trong 6 công viên đó với tên gọi là Sport Riverside. Như các bạn cũng đã thấy thì chủ đầu tư có trang bị cho cư dân một vài cái thiết bị để mà cho cư dân tiện để tập vào mỗi buổi chiều. Và đây là nơi mà để cho cư dân đi dạo bộ vào mỗi buổi chiều ha các bạn ha. Công viên thì ven sông. Tuyệt vời không Ngọc Cúc? Em thì em rất là thích những cái công viên mà có trang bị cái thiết bị để tập luyện như thế này á chị. Tại vì em thấy mình vừa đi dạo bộ mà mình vừa tập luyện rèn luyện sức khỏe luôn. Đúng không em? Rồi. Chứ tự nhiên mình chừa một cái công viên rộng rãi để đi bộ không thì em thấy nó hơi phí. Và đây là nơi để mà mình hóng mát tâm sự đúng không em? Trời ơi, gió mát quá chị ơi. Gió thì thật là mát. Em có một cái ý tưởng gì ở đây không? Câu cá. Đúng. Câu cá. Em nghĩ đó cũng là một cái ý tưởng hay đó chị. Em cũng thích câu cá.
À, còn đối diện với công viên Spock Riverside đó chính là công viên trung tâm. Thì các bạn cũng đã thấy công viên trung tâm nằm phía trước nhà điều hành và kế bên hồ bơi. Thì hiện tại là bây giờ thời tiết là đang buổi trưa nên các bạn nhìn thấy nó cũng khá đẹp. Tuy nhiên về buổi tối thì nó còn đẹp hơn nữa các bạn ạ. Sau khi mà chủ đầu tư bật đèn lên thì nó còn đẹp hơn là hiện tại nữa. Còn đây là cái khu vực hồ bơi của Lasia này chị. Chị thấy sao? Chị thấy khá là rộng. Ủa nhưng mà cái chiều dài của này nó là bao nhiêu anh hả? Diện tích của hồ bơi của mình là khoảng 460m2. Nhưng mà nó không phải là cái hình chữ nhật nhàm chán mà chị thấy không? Là hồ bơi của mình nó sẽ có hình uốn lượn như thế này. Giống như là nó bao quát những cái tiện ích bên trong, gồm có nhà sinh hoạt cộng đồng rồi nè, sân tennis, phòng gym. Thì giống như sau khi mà mình hoạt động mệt mỏi á, thì mình nghỉ ngơi một xíu và mình thả hồ xuống hồ bơi. Chị cũng rất thích là có rất là ít dự án mà họ để cái hồ bơi ở phía đằng trước. Dự án đúng không em? Dạ, em thấy cái hồ bơi này nó cũng là một cái điểm nhấn của cái dự án luôn. Giống như mình đi từ cổng mình đi vào cái mình nhìn hồ bơi cái mình cảm giác là nó tươi mát á chị. Em thấy vậy. Với một phần là chị nhìn ở dưới nè, nó sẽ tạo hình xương cá đan xen với nhau, em cảm thấy nó rất là lạ mắt, bắt mắt đó chị. Thì cái hồ bơi của mình nó sẽ chia thành hai khu vực. Thì khu vực mé bên đây là hồ bơi của trẻ em. Thì chủ đầu tư có để mấy cái trò chơi á, cái trò chơi để cho trẻ em của mình có thể vừa bơi hoặc là vừa chơi cho tụi nó thích thú hơn. Cũng còn bên đây là khu vực người lớn. Đúng rồi. Nó cũng liên thông với nhau em ha. Nó cũng liên thông với nhau, nhưng mà với mật độ cư dân ở đây là 100, chỉ có 176 căn thôi. Thì em nghĩ cái diện tích này thì nó đã quá dư sức rồi. Nó không có quá nhiều. Đây là không gian phòng gym sử dụng cho toàn khu ở Lasia. Thì theo mình thấy, cảm nhận của mình đầu tiên khi tới phòng gym này thì không gian của nó là không quá rộng, cũng không quá nhỏ. Nhưng chủ đầu tư đã trang bị khá là nhiều trang thiết bị hiện đại. Các bạn thấy không? phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khỏe của cư dân. Như giống như bên phải mình đây, đây là có ba máy chạy bộ nè, sẽ rèn luyện cho cơ chân. Rồi máy tập xe đạp. Đa số là bên đây tạ. Đa số là sẽ phục vụ cho nhu cầu rèn luyện cơ tay và cơ chân. Về không gian của phòng gym thì khá là thoáng và rộng thôi mọi người. Tuy là nó diện tích nó nhỏ nhưng mà về trần thì rất là cao, tạo cảm giác thông thoáng. Còn phía trước mặt là chính là view bikini, rất thích hợp cho cánh đàn ông. Trời ơi. Mấy anh mà đứng đây tập là chỉ có nước là mê thôi. Mê đi chứ. Mê thôi không? Ok, nãy giờ thì chị em tụi mình cũng đã dạo quanh một vòng của phòng gym rồi. Thì có một cái điều đặc biệt ở đây đó chính là cư dân mà tập ở trong phòng gym này thì sẽ được free, miễn phí nha các bạn, không có tốn phí. Rồi, bây giờ cùng theo chân tụi mình để đi lên tham quan một trong những cái điểm rất là đặc biệt tại Khang Điền. Đó chính là khu Sky Bar và sân tennis trên không. Thoáng quá chị ơi. Hay quá, mình vừa lên ta vừa xuống luôn. Quá trời thoáng luôn nè mọi người. Quay chưa dạ? Wow. Đây là khu không gian để chill spa. Đây là không gian để chill mọi người ơi. Sky Bar. Thấy là chill tới rồi đó chị. Ở đây sẽ là nơi mà để mà mình ngồi chill mỗi khi những buổi chiều về làm một ly mocktail hoặc là một ly rượu vang, soda rượu vang. Em thích soda nha. Đi ra đây chị cho em xem cái khu view của buổi chiều tà nè. Hôm nay thì trời mới mưa xong mọi người ơi, cho nên là mình không có thấy hoàng hôn. Thôi nhưng mà bù lại nhìn cái không gian nó yên tĩnh. Thật là lãng mạn đúng không em? Nó không có xô bồ đó chị à.
mình lên đây làm một ly kiểu vậy rượu vang lân lân để về ngủ là hết bài luôn. Cho tao một ly cocktail. Thôi mình làm bô ảnh đi chị. Đó. Ok không? Đó, hai chị em mình ngồi vậy nè. Trời ơi, view hồ bơi. À, kế bên này là khu vực sân tennis. Trời ơi, chị biết chơi không? Chị không biết chơi em ơi. Nhưng mà đây là một trong những sân tennis trên không đầu tiên. À, thông thường chị thường thấy những cái sân tennis đó nằm ở dưới trệt. À. Chứ chị chưa bao giờ mà thấy nhìn thấy sân tennis ở trên trên không như thế này đã. Nó rất là lạ. Vừa chơi mà vừa nhìn ngắm view luôn chị ha. Ngắm view, vừa chơi mà vừa ngắm view luôn. Wow, rộng quá. Sân này chị nghĩ là chứa được bao nhiêu người chị? À, sân tennis thông thường là sẽ đánh đôi đó em, đánh cặp đôi á. Đánh đôi á hả? Nãy em cũng không có rành về cái môn này lắm. Nhưng mà ví dụ mà có ai mua cho em một căn ở đây thì em cũng sáng đi tập tennis đó chị ạ. À. Mình cũng muốn tìm hiểu để mình vô giới hưởng lưu. Muốn có một căn ở đây nha. Dạ chứ. Dạ. Bây giờ mình chơi trước phải không? Đúng rồi, mình chơi phải trước. Biết chơi trước đi đã. Ok. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Nãy giờ thì chị em mình á cũng đã tham quan được một phòng tiện ích ở La Sia rồi. Hiện tại á, mình đang đứng một trong những cái đường nội khu của dự án, rộng là 12m. Chị thấy đường này rộng không? Chị thấy rất là rộng. Nếu như mà trên trục đường này á thì có thể đậu đến 2 hoặc 3 chiếc ô tô là vẫn được đó em. Ừ, em cũng thấy nó rộng tại vì em không nghĩ đường 12m thì nó có thể rộng như vậy luôn á chị. Vô, mình đứng ở đây giống như là ở châu Âu luôn á chị ha. Ở Paris. Ở Paris hả? À, thiết kế của toàn khu vực La Sia thì chủ đầu tư sẽ lấy thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Thì nó sẽ đang xen giữa một chút hiện đại và một chút cổ điển. Giúp cho cái dự án của giúp cho ngôi nhà của mình á sẽ tạo một cái phần sang trọng và cổ điển nào đó. Và cái thiết kế này sẽ không bị lỗi thời theo thời gian. Dù 5 hay 10 năm nữa thì nó vẫn không bị lỗi thời. À, với chị thấy không, thiết kế mái á, hình mái của mình là thiết kế theo phong cách những ngôi nhà của Mansart ở bên Pháp á chị. Với thiết kế này, với thiết kế mái và phong cách tân cổ điển này sẽ giúp cho cái dãy nhà của mình nó liền khói với nhau nè, nhìn nó sang trọng hơn. Và một cái hay của cái mái này á, nó sẽ giúp điều tiết cho ngôi nhà của mình. Ví dụ như mùa đông á, chị sẽ thấy nó ấm áp chứ nó không quá lạnh. Còn mùa hè thì lúc nào không khí cũng được thoáng và mát á, không quá nóng. Tại đây á, thì theo chị được biết á, là chủ đầu tư đã hoàn thiện về cái vấn đề pháp lý. Hoàn thiện 100% về vấn đề pháp lý. Thì đúng rồi. Hiện tại là đã có một vài căn là mình đã có sổ rồi nha. Hiện tại là có một vài căn mình đã có sổ rồi. Thì chủ đầu tư Khang Điền rất là tận tâm và uy tín về cái vấn đề này. Nên khách hàng mình không phải lo lắng nhiều. À Cúc, nãy giờ thì chị theo những trải nghiệm nãy giờ của chị em mình á, thì chị có một cái cảm nhận tại đây đó, tức là chị rất là thích khu này bởi vì nó khá là yên tĩnh và mật độ cư dân nó chỉ có 176 căn thôi thì nó cũng không có quá đông đúc lắm. Và một cái điểm nữa mà ghi điểm trong lòng của chị đó chính là cái thiết kế cảnh quan mà chủ đầu tư rất là chăm chút nha.
như là cái vỉa hè nè, đá granite. Và cái cổng á, thì thay vì là chủ đầu tư thay bằng cổng sắt đúng không? Nhưng mà thay thế bằng cổng rào thì làm cho cái ngôi nhà của mình nó rất là thoáng và nó có nhiều cây xanh. Nó giống như là gần giống như trong cái khu nghỉ dưỡng em. Giống như là chị đang thả hồn và đi trong khu nghỉ dưỡng chứ không phải là đang ở nhà nữa, đang ở tại gia nữa. Em cũng thấy vậy đó chị. Ừ, đó là cái cảm nhận của chị. Còn em thì cái điểm gì mà làm em thích nhất ở đây? Em thích nhất á, nhất là về cái thiết kế. Ừ. Không biết sao chứ tự nhiên vô cái em thấy cái thiết kế nó mang một cái vẻ sang sang sao á. Sang nhưng mà vẫn cổ điển. Đúng rồi, nhìn nó vừa hiện đại nhưng mà cũng vừa cổ điển luôn. Rồi cái thứ hai mà em thích nhất ở đây đó chính là cái hồ bơi. Với một người thích bơi và thích và đặc biệt là giữa trưa nắng như thế này nữa đúng không em? Đúng rồi chị. Thì em vừa thích bơi mà em vừa thích gym luôn. Ừ. Mà ở đây thiết kế hai cái nó gần nhau nữa. Các em thấy ví dụ như mình ở đây cái mình đi bộ ra mình sẽ hưởng được tất cả các tiện ích luôn. Cái thấy nó quá trời thuận tiện luôn. Quá tuyệt vời đúng không? Đúng rồi, chính xác. À, nhưng mà gì nãy giờ thì mình cũng nói nhiều về cái ưu điểm rồi, nhưng mà ở đây còn có một cái nhược điểm nhỏ mà em thấy không hài lòng lắm. Ừ. Với một người mà dở chạy xe như em, đó chính là trên tuyến đường mà đi vào Lascia này á, thì dù đường có rộng rãi nhưng mà em thấy nó cũng hơi nhiều cái container á chị. Là nó không có được thuận tiện lắm đúng không em? Sợ đúng không? Đúng rồi, nói chung là nó làm cho em có cảm giác hơi sợ khi di chuyển trên đường. Ừ. Còn lại thì về những thứ còn lại của Lascia thì quá ổn rồi. Ừ. Ừ. Nếu như là mọi người mà cần một cái nơi yên tĩnh hiện tại để ở thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Em nghĩ vậy. Ừ. Và với những cái ưu điểm hoàn hảo như thế này á, thì bên cạnh đó chủ đầu tư có những cái chính sách rất là đa dạng cho khách hàng. Chỉ với 20% thôi thì khách hàng đã được ký hợp đồng mua bán và sau đó là mình sẽ thanh toán giãn cái dòng tiền trong vòng 6 tháng. Bên cạnh đó thì còn có một cái phương thức thanh toán nữa, đó là phương thức thanh toán nhanh. Phương thức thanh toán nhanh thì khách hàng sẽ thanh toán 95% và sau đó thì sẽ được chiết khấu trên dòng tiền là 18% trên dòng tiền, thì tính khoảng là đâu đó là 9,5% với giá trị của căn hộ. Ngoài hai phương thức thanh toán trên thì chủ đầu tư còn có một phương thức thanh toán nữa, đó chính là hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi từ phía ngân hàng. Và có hai ngân hàng chính để hỗ trợ dự án này, đó chính là Vietcombank và Vietinbank. Còn về vấn đề bàn giao thì như các bạn cũng thấy nha, đây là bàn giao thực tế của chủ đầu tư luôn nè. Chủ đầu tư sẽ bàn giao cho mình là hoàn thiện mặt ngoài. Đấy, phía ngoài thì sẽ ốp toàn bộ bằng đá mắt bù luôn. Nhìn sáng không? Còn mé này thì cái mái vòm thì sẽ có trang trí hoa văn giống như vậy. Đấy. Còn bên trong thì chủ đầu tư sẽ bàn giao cho mình là có cái cầu thang bộ và sơn tường trắng ở bên trong. Còn lại thì gia chủ về thì sẽ thiết kế theo ý thích của cá nhân. Thì hiện tại á, là toàn khu Lascia của mình á, là đã xây xong rồi. Nên á, là mấy bạn có thích căn nào á, thì có thể liên hệ. Mình sẽ dẫn các bạn tới trực tiếp cái căn đó để tham quan luôn. Và tùy vào dòng tài chính của các bạn thì các bạn có thể chọn cái phương thức thanh toán nào đó phù hợp với tài chính của mình. Đáng ra là hôm nay á, tụi mình sẽ dắt các bạn đi xem nhà mẫu luôn. Nhưng mà do thời lượng clip của mình cũng khá là dài rồi, nên là mình sẽ cắt cái clip nhà mẫu sang một cái clip video tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem nha. Nếu mà các bạn thấy nội dung của clip của mình hay á, thì các bạn hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ tinh thần cho nhóm Nhà với lớp 24 giờ. Bye bye.